Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin X News ngày 29 tháng 9. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay ngay bây giờ nhé. Thân mến, trước xu thế của công nghệ, đặc biệt là sau sự thúc đẩy của Apple với loạt iPhone mới, thì Viettel đang phấn đấu để trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng eSIM. Thông tin này thì được đại diện của Viettel chia sẻ. eSIM hay còn được biết đến với tên là SIM điện tử là giải pháp nhằm thay thế cho thẻ SIM truyền thống đã được sử dụng trong suốt những thập kỷ qua và được coi là bước phát triển tiếp theo trong lĩnh vực này. SIM điện tử có một số ưu điểm như là không dễ bị hỏng hóc, đánh mất như là SIM truyền thống. Người dùng cũng có thể tùy ý thay đổi nhà mạng mà không cần phải thay thẻ SIM. Và để đáp ứng nhu cầu của người dùng thì Viettel đã có kế hoạch triển khai eSIM tại Việt Nam và thời gian thì vẫn chưa được xác định cụ thể. Sự quan tâm và nhu cầu sử dụng eSIM bỗng chốc được nổi lên sau khi mà Apple công bố loạt iPhone XS và iPhone XS Max mới. Những model iPhone mới này sẽ hỗ trợ sử dụng hai SIM, nhưng một trong hai SIM đó lại dựa trên công nghệ eSIM và không thể sử dụng tại Việt Nam. Và Apple có model iPhone XS Max với hai SIM vật lý nhưng lại chỉ bán tại thị trường Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Như vậy thì việc Viettel tuyên bố triển khai eSIM là một thông tin rất đáng mừng và hiện nay thì công nghệ mới này chỉ được sử dụng bởi một vài nhà mạng tại 10 quốc gia trên thế giới, trong đó đa phần là các quốc gia phát triển. Nếu như Viettel thành công trong việc ứng dụng công nghệ này, đó sẽ là một thành tựu lớn đối với ngành viễn thông tại Việt Nam. Các bạn thân mến, vào tối hôm qua thì Facebook đã cho biết họ đã phát hiện ra một cuộc tấn công mạng vào tuần này khiến cho dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng có nguy cơ bị lộ và kẻ tấn công đã lợi dụng một kẽ hở của Facebook, cụ thể là chức năng View As, tức là xem trang cá nhân của chính mình với tư cách của một người khác và giúp chúng chiếm được tài khoản của người dùng. Và Facebook đã cho biết là ngay lập tức họ đã sửa lỗ hổng bảo mật trên và thông báo cho các cơ quan chức năng biết được. Mặc dù vậy thì họ vẫn khuyến cáo người dùng là nên đổi mật khẩu tài khoản Facebook của mình nhằm tránh những cái bất trắc có thể xảy ra. Được biết là hơn 90 triệu người dùng Facebook đã buộc phải đăng xuất ra khỏi tài khoản của họ vào sớm hôm thứ Sáu. Đây được coi là một biện pháp an toàn và giúp giảm thiểu số lượng tài khoản bị rò rỉ thông tin. Đến hiện giờ thì Facebook cho biết là vẫn chưa thể tìm ra được nguồn gốc và danh tính của kẻ tấn công. Hiện thì quá trình đang điều tra được diễn ra và họ sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin về sự cố này. Thậm chí thì hacker được gọi là hacker mũ trắng vừa tuyên bố rằng anh ta sẽ tự mình hack trang cá nhân Facebook của Mark Zuckerberg vào ngày Chủ nhật tới đây. Trong một bài đăng trên tài khoản Facebook 26.000 người follow thì hacker này hứa sẽ xóa tài khoản của sáng lập Facebook và phát trực tiếp sự kiện này trên Facebook livestream. Các bạn thân mến, mới đây thì đã xuất hiện video được cho là điện thoại màn hình gập đến từ Lenovo. Video cho thấy thì một nguyên mẫu điện thoại của Lenovo có vẻ hoạt động đầy đủ các chức năng, bao gồm việc tải các ứng dụng và khai thác mọi thứ. Nó khá dài và bạn có thể gấp nó lại thành một nửa và nó sẽ không góc phẳng, mặc dù bản lề nhắc nhở chúng ta về thiết kế của Surface Book 2 mà Microsoft đã mang lại. Chú ý trên điểm đen có màn hình có bản lề thì nó chỉ ở bên phải, cho thấy đó là một vấn đề của nguyên mẫu chứ không phải là một giới hạn công nghệ. Ngoài ra thì có notch ở phía dưới, tuy nhiên thì nó rất ấn tượng và hy vọng rằng công nghệ sẽ được cải tiến hơn nữa khi bản thương mại xuất hiện. Vào năm ngoái thì Lenovo đã giới thiệu C Plus, một điện thoại có thể uốn cong thành vòng đeo tay. Nó có màn hình AMOLED là 4,35 inch và da thật ở mặt sau. Và thậm chí thì Lenovo còn cho biết là công ty đang làm việc với một chiếc máy tính xách tay linh hoạt. Được biết là ngoài Lenovo thì nhiều công ty khác cũng đang phát triển điện thoại có thể gập lại được. Và trong số này thì hai cái tên không thể không nhắc đến chính là Samsung và Huawei. Ngoài ra thì LG cũng đang có các bằng sáng chế liên quan đến những chiếc điện thoại màn gập. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp gì thì hãy để lại trên phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.